Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Shrek. Someone say that left together I ran out the door to get her. She was holding hand with Trevor. Not the greatest feeling ever. Chắc mình bán này đi thôi. Đã con gì anh em ơi, đừng có chuyện bùng nổ nữa, nên là chắc là mình sẽ bán hết đi và mình hẹn gặp lại anh em sau chuỗi thua này thôi. A few moments later. Hello anh em. Đây là mình sau chuỗi thua, mình khá là ít máu và các thứ. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Hay là làm điện pháo thủ nhỉ? Lâu lâu cũng không đánh pháo. Pháo được không ta? Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Đành cho em dành hết ân tình anh mang một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Khá là yếu nhỉ anh em ơi. Chúng ta sẽ chấp một tí không? Chúng ta sẽ nhà các bạn đến một tí không? Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều. Thế chắc này giờ cũng đủ thua anh em ơi. Còn đang vẫn vương. Khả năng đánh pháo được đấy, uy tín được đấy, làm trận pháo thủ ấy. Lâu lắm không đánh pháo. Nó thua cũng đăng à? Dễ là thua lắm. Không biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vương. Ok, thua vừa đủ này. Vòng hai này thua nhiều tí. Lost, bọn này thua ít này. Bọn này thua nặng đấy, bọn này thua nặng đấy. Nhờ không sao, mình thua vừa đủ anh em. Pháo bằng cái này à? Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Không biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Cái này chắc cũng tí nhỉ anh em. Liên hiệp này chắc không cần đâu ta. Thua 4 này. Đừng làm trái ốc. Tưởng này mình ném cho con lau rồi anh em ơi. Nhưng mà còn ném coi con này cũng ok nhỉ. Cho con này nó cũng đứng trên nó bục cho mấy phát cũng hay ho phết. Con này lên 3 được cũng ngon này. Moran lên 3 được. Hơi tốn tiền. Đánh pháo chắc là phát 9 nữa nhỉ. Pháo thì phát 9 hay phát gì nữa. Liên hiệp phát này. Khoa học tạm đấy nhé. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vương. Thật ra cái góc này nó buộc ulti không đẹp lắm anh em. Cho một góc đẹp hơn. Ví dụ như kiểu góc này. Góc này là đẹp rồi này. Góc này là nghĩa là hơi đẹp. Trách thương phát nhé. Có biết bao nhiêu điều. Bắt được nhiều con phết này anh em ơi. Voi à? Vân vương. Tặng em xanh hết ân tình anh mang một đời. Làm trái tim anh đau. 9.000 đam. Tặng đam to phết đấy được đùa. Đam to phết đấy được đùa. Nó thủ à? biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vương. Butterfly. Mình chả có Noman nào nhỉ? Cho hoa này vào hơi thừa nha mấy. Nó thêm món nữa thì mình thêm con thợ săn quỷ, thì mà hãy cho con thợ săn quỷ vào luôn. À, con Violet nhá anh em ơi, đừng... Trong này có con Vio không? Có Vio nhỉ? Để thợ săn quỷ thêm cho nó yên tâm anh em ơi. Bụp cho phát, ui đàn to đấy. Đàn cũng to đấy. Rồi, con này nó chơi hết mình rồi. Ui này cầm gì này? Không, quả đồ này thì hơi quái dị quá anh em ơi, chịu. Còn gặp quả đồ đấy thì chịu, không làm gì được. Có biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vương. Danh phận em danh phận tình anh mang một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Chắc muốn floor nhỉ? Anh floor mình thì thêm nữa cho mình thêm một voi, thêm con này, con khoa học cái gì đấy thôi. Bốn pháo à? Đã cần 4 pháo chưa nhỉ? Còn này mà ra thẻ pháo thủ nữa ấy, thì đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa này anh em. Sách cánh. Gần được. Đánh ngon. Này mình sẽ cho con voi nhá. Thì nữa có con voi, cho nên con voi là cũng được. Này cũng cần. Khoa học vào đây này. Thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành tặng tay hết tầm tình anh mang một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Phát rôn. Có con Vio này anh em ơi. Hai pháo. Úi dồi ôi. Úi giời, không chết con liềm. Còn cái liềm làm sao ấy. Liềm hay trợ thủ cái gì đấy. Đen thế nhỉ, bán này đi. Bán Dashi tí nữa mua lại sau nhé. Bán Vio hơi tiếc. Để 4 pháo được ngon. Sách thánh anh em ơi, đây rồi cho 4 pháo rồi nhé. Dành cho tặng anh đấy, tình anh mang một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Tại này chắc bỏ rồi nhỉ. Tạm thời này nhá. Góc này không đẹp lắm, mình muốn con floor này góc chéo ở trong con cafe mình sẽ sấy có đẹp hơn. Ui sấy cái gì đấy? Ôi ôi, sấy thế thì cút ngay. Sấy thế là mình cút ngay đấy anh em ơi. Sấy vào dứt cái đầu thật. Đi đần này. Ôi ôi, sấy cái quả chỉ thấy trong mơ luôn mà. Chỉ thấy trong những giấc mơ luôn. Sao lại sấy cái quả như thế nhỉ? Thôi để này đi. Các bạn để thương đáy, mình cho bạn để bắt con văn heo nhé. Còn lại cũng không ai để thương đáy đâu, mình chơi 4 pháo là được. Mình hơi muốn con đứng cạnh đây để cho nó tanh cho mấy con lo flip các thứ ấy. Sát thủ chưa có đâu, ít sát thủ á, để này đi. Để phòng bạn ấy đổi thương ra bên kia bắt mình thì trở tay thôi. Để dưới nha. Ra đam phết này anh em ơi, cũng ra đam phết đấy. Đấy Quả ra đam phết đấy. Không ai lấy voi nhiều lắm, hiện là mình lên con voi 2 cũng ok phết này. View vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Mỗi bạn đấy có sát thủ không nhỉ? Nhiễm trái có nắc nữa. Ừ, mỗi đấy con nắc thôi. Con nắc đây. Giết được con Crash luôn ngon. Ok đấy anh em. Vẫn sống tốt là ok rồi đấy. Lên 9 luôn nhá. Phát 9 nhá, phát 9 nhá. Đấy là phát 9 đấy. Gắng lên con Caffeine 2 phát có sách thánh mà. Tặng hết ân tình anh mang một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Còn voi nữa. Chú voi con ở bản đồn. Chứ có Nga nên là chú còn trẻ con. Silica bắn bằng gì nhỉ? Trước đấy không có đồ Silica nhỉ? Đồ gì vứt tạm ra nó thôi. Moran này muốn lên 2, còn muốn lên 3 nhỉ? Hay là mình thôi nhỉ? Nếu mà lên được 6 pháo thủ khi lên đánh Moran 3 cũng ngon nhé. Không thì chắc thôi mình để Moran 2 thôi, uy tín, tốn tiền anh em. Cung liên hiệp này quá gì à. Cung liên hiệp cũng hay nhở. Tại kiểu nếu mà anh em không có đủ cung ấy thì anh em có thể ném tạm con liên hiệp vào, ném tạm 2 con liên hiệp vào để kích 6 cung hay lắm. Cũng Han Sohi phải đấy. Han Sohi thú vị thiệt. Hai cái cũng được, cũng gọi là mượt đấy. Mình muốn bạn bé Moran này, bạn bé này xuống đi, bạn này đứng đây đi, bạn này đứng đây. Cafe đi đứng giữa không nhỉ? Sợ Cafe đi sấy đần thôi chứ con Cafe đi này sấy được ok là cũng ok. Đấy là một con floor vậy. Sấy góc này nhá. Bắt được Yon, bắt được Teo, bắt được Yon, bắt được Teo luôn. Sấy đẹp. Ý, nhìn sướng quá anh em ơi, nhìn nó sướng quá à. Chỉ có chi hồn thôi. Cái con này trâu phết nhỉ. Trâu đấy. Trâu đấy. Ê đúng kiểu lâu lắm rồi mình làm trận pháo ấy. Mà mấy tháng là không chơi ấy anh em. Rất là lâu. Đã từ rất lâu rồi. Cú à. Lấy cái này cho Silica à, nó sẽ ulti được luôn này. Đồ thủ thì sao thì cũng không cần đồ thủ lắm đâu. Thì mình thêm mana nhé. Xong rồi ném tạm mana cho con nào bây giờ. Butterfly. Không biết ném cho ai ấy. Violet à? Để này à? Cho con... cho Caffeine đi em. Kệ nó đi, không cần nó đứng cạnh ai đâu. Không cần nó đứng cạnh ai đâu. Cho con này chợ bùng nổ nó sấy nó cũng uy tín phết nhỉ. Không có sách truy hồn nên mà chợ bùng nổ nó cũng ok, không kém cạnh đâu. À, kém cạnh thôi. Cần thì mình sẽ cho lại một con Noman này vào, thêm một con Butterfly Noman nữa nhé. Noman này khởi điểm 20 mana, cộng 40 mana là khoảng 60. Cũng tuy được. Mình sẽ ném được cái đồ thủ này sang cho con Caffeine này. Xong rồi tí nữa có con Silica, mình thay Silica và thay con Violet. Penny 3 không uy tín lắm đâu. Ico tiếp thôi anh em ơi. Team mình bây giờ cũng đang khá khỏe, pháo thủ đầu game nó cũng khá là uy tín. Last game thì chưa biết, nhưng mà đầu game thì uy tín. Này cho floor. Đây trong này mình xuống đây một chút nhá. Một ven đường đây. Xuống bắt đáy đúng không? Quá là nhiều đam đi anh em ơi. Eron ulti vào phát nữa. Gần ulti được. Với cả mình còn muốn cho thêm con voi phải không nhỉ? Mình đủ chỗ cho thêm con voi đúng không? Thêm một shot pháo thủ này, thêm một làm thêm khoa học này, thêm một pháo thủ này rồi. Thêm một con thợ săn quỷ nữa là 2. Đủ chỗ cho một con voi nữa đúng không nhỉ? Thế mình căn không nhầm ấy. Chưa có gì giết con cát này. Một vấn đề nữa, chưa có gì giết được con cát này. Đây nhá, mình bỏ này đi lấy con Celica này. Là đủ khoa học, đủ pháo thủ đúng không? 4 pháo thủ khoa học đúng không? Bỏ con Floor lấy con Voncat này. Thêm con Voi nữa. Thêm con Richter nó được. Được anh em ơi. Đủ đấy. Khá đầy đủ đấy. Caffini sấy điên quá. Đánh tìm Caffini anh em. Floor cũng gánh. Tại trận này mình bị thiếu đam, hơi thiếu đam nên mà không có Caffini, không có nào xả đam. Thế là được cái trận này ít thương nên là Caffini nó đỡ bị sấy lệch nhiều. Không trận này cũng hơi giờ. Dành cho tặng anh thế còn vả đồ là vả nhau lấy đồ nữa. Không hề cố ý nhưng mà rất là cố tình anh em ơi. Không hề cố ý đâu. Ê, mình muốn cho con này con Caffini này. Ê, cho này con này nhé. Này cho con Caffini nhé. Và cái này mình sẽ cho nào những Butterfly hơi phí nhỉ. Không muốn thế này đâu nhưng mà không có tướng nào để cho nên... Ơi những bạn đấy không có con tướng nào để cho. Giờ mình cần Celica, nó thích cho tạm Celica 2 đồ mana thì cho nó ulti luôn cũng được. Xong rồi cho nó một cái quyền trượng Reha đây bắn cho nó hồi máu cũng được. Hoặc là cái này cũng ngon. Cái quyền trượng Reha ngon hơn. Rồi. Bán nhầm con đấy em ơi. Bán nhầm đấy. Này đi tí nữa cho voi nha anh em. Thêm một thứ nữa cho con voi 1 vào. Này cho Moren. Này cho tạm con Aeron nhé, tạm mình biết cho ai. Aeron xuống 1 ô đi. Sau đấy mình mua nhầm, mình lên cấp nhầm sao ấy. Bắn một con Vio đi nhé. Trong trận này thắng là lại lên lại tiền. Nhân 1 tỷ đam anh em ơi, nhân 1 tỷ đam. Ui dồi ôi, chấp 15 con giòn. Đi luôn đi chứ, bà máu đi luôn đi chứ nhở. Được anh em ơi. Phải uy tín đây. Xong một tí nữa mình cho 2 cái này. Thì con Celica sẽ đứng cạnh một bên là nó bút của mana luôn. Cái này mình sẽ làm cho con Butterfly. Cho con Voncat. Là đủ bộ, truy hồn nữa. Không hề cố ý nha. Chơi game không hề cố ý. Luôn anh em, lên luôn này. Dành cho anh hết ân tình anh mong một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Với ném đồ ra anh. Ôi, sấy gì đây Caffini? Thế bạn nhìn được à? Dính truy hồn vào mặt nhưng mà không có gì choáng con này em. Chết. Phải là chết. Đúng rồi. Thế nè, cá nhân mình thích con cát hơn nhé, bởi vì mình đang có sách thánh, khá nhiều sách thánh. Và cần silica, nhưng mới rất cần silica. Cái này như không ping và silica. Không ping silica, ping Victor thôi. Thế thì mình cần một con đứng lại à? Này cho silica này. Và mình cần này cho con voi à? Con voi đến đây à? Cũng được anh em ơi. Này thì chắc là ném cho con Eron. Eron ngon hơn nhỉ? I don't know, cho Eron nốt trắng, không biết ném cho ai. Con này mà. Con Silica mà anh. Cho Silica được. Sao mà mình bỏ con Violet đi được nữa. Thế thêm đồ thủ cho con Silica không? Vuốt hung tàn. Thêm đồ công nó đi. Dính truy hồn đấy mà nó không chết gì anh em. Nhảy liên tục được. Hòa. Ok, hòa cũng được. I'll take a draw. K2. Dành cho tặng anh hết ân tình anh mang một đời. Phá thủ này bỏ được rồi này. Bây giờ mình cần thiếu gì, con Richter đúng không? Thì con Richter vào chỗ của con Floor thôi. Ok. Giờ nó con Richter thôi. Eron thì phát ok luôn. Tụi con cát này sống dai quá. Kể đấy anh em ơi, không hề yếu nha. Không hiểu sao thi thoảng có trận mình đánh nó rất là khỏe, thi thoảng có trận mình đánh rất là yếu. Không thể thích gì. Con cát không cần bay đâu, con cát ở lại cũng tanh. Nếu con Richter đây rồi thì nó đấy. Thì hết ý rồi. Không còn gì mà đối tiếc gì nữa rồi. Giờ thì thua cũng được. Moran ở lại không? Em ơi em ở lại không? Cho em Moran ở lại đi. Xong rồi cho em gì nhỉ? Em đâu ấy nhỉ? Ấy. Em này bay đi. À này bỏ này. Thêm một tướng nữa, mình thêm tướng gì nhỉ? Chắc là lên Richter 2 hoặc là Silica 3 hay sao nhỉ? Chắc hơi khó anh em, mình còn mỗi tí máu. Chắc chơi được 2 vòng nữa. Chắc là đừng tốt còn Volcat 2, Richter 2 thôi. Không đam mê gì nhiều. Thêm một tướng nữa thì mình thêm Liên hiệp đi. Thêm con liên hiệp nếu mà có. Chưa có. Chờ một vòng nữa, bởi vì một vòng nữa có thể mình vả nhau lấy đồ anh em. Cái này cho Silica ngon này. Này cái mình này cho Volcat nhé. Đấy, mình cho Silica nhé. Và cái kia này mình cho con Richter đi. Thương bắt Moran của mình. Rồng thổi góc kia, cho con rồng thổi góc đấy tiếp nhé. Rồng thổi giữa, con cát gặp đây. Moran ở đây. Này đâu anh em ơi. Volcat nhảy được, Cafini sấy được, Silica bắn được. Volcat nhảy được phát nữa. Ok anh em ơi. Khá là uy tín này. Cafini cũng nhiều đam mà. Cafini cầm truy hồn mà. Mình phá bạn này không? À mình gặp bản sao à? Bản sao thì không có. Có phải có lấy được đồ không nhỉ? Đảo bán ra không lấy được đồ anh em ơi. Chúng ta có thể lấy truy hồn đi, em mới truy hồn nữa sẽ khá là uy tín. Cho nên em này cho con Moren. Moren sẽ sống khá là dai trong game này. Bây giờ mình sẽ muốn mua thêm CDK cũng được, mua thêm gì cũng được, mua thêm voi, thêm con voi. Chú voi con ở bản đồn chưa có ngà nên là chú ấy còn trời con. Từ đường ra chú muốn đến với người. Thêm một lòng nữa anh em ơi, không còn vội. Để vội hết thêm xuống đáy kia bị con cát mình chơi này. Rồng thổi góc truy hồn bên này đúng không? Cho Moran xuống dưới này. Cho Moran xuống dưới này nó bảo kê con nắp cót nữa anh em. Từ rừng già chú đến với người. Victor đốt. Ok, vẫn được cả 2 phát. Rất ham ăn người lại hàm trời. Chắc là chưa thua đâu nhỉ? Chưa thua không để mình thêm lên voi 3 nữa. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn lên có đôi nàng to. Chưa thua. À thua rồi. Chứ đã mất xử con cát 3, voi 3 mình rồi. Cà phê đi trận này gánh thật. Điên rồi thật. Anh hút vậy thôi, với mình đến đây là kết thúc rồi. Em thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống bên dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok. Bye bye.